Hello, xin được chào đón mọi người nhá. Thì hôm qua thì đây cái vườn hôm qua mình gửi đây này anh em này. Hôm qua là quay cái vườn dưới. Thì đến hôm nay lên quay cái vườn trên này anh em này. Mọi người nhìn đấy, ong ở đây này. Đi rất hung hăng luôn nha mọi người nhá. Ở đây phấn rất ghê luôn mọi người. Đàn này về nó không để ý mất chúa. Lại phải thả chú khác. May quá bị ong thợ đẻ nhưng mà mình phát hiện sớm anh em ạ. Đấy anh em thấy không? Đây này, trên này đâu tất cả là hơn 70 đàn nữa này. Đây này, ong đi đẹp lắm anh em ạ. Đây này, mình ngồi mình... Đàn này nọ là ở cái đèn thì tách ra này. Đây này, ong đẹp lắm anh em ơi. Đây. Ong đàn này là đàn mình tách này. Đây này anh em nhìn để mật này. Đấy. Con nọ nó đàn này là đẻ rồi. À quên, đàn này là nó nở rồi đấy anh em này. Đấy. Đàn này nọ cũng bị mất chúa nhá. Mật trắng ra luôn anh em ạ. Từ mọi người chờ tí để em nhấc cho mọi người xem nhá. Đây này, đẻ trắng hết cả trong luôn luôn này anh em này, nhìn này. Đây dí sát cho mọi người thấy nhá. Tối lắm. Đấy. Anh em thấy không, ong nó đã mạnh rồi, mọi người có hỏi bao nhiêu người làm chống rét, chống riếc ấy. Nhưng mà ong nó đã đông, nó mạnh thì không cần thiết lắm đâu anh em ạ. Tất nhiên là mình làm được cái việc đấy thì rất là tốt. Nhưng mà ong trên thực tế là ong của mình đến giờ mình chưa chống rét đâu. Và đến hôm nay thì bắt đầu là mình mới gì nhỉ? Hôm nay mới vào bắt đầu chống rét anh em ạ. Hôm nay chia sẻ với anh em cái cách chống rét này. Chả biết là mọi người làm nào đây thì hôm nay em mang cái này vào anh em nhé. Đây này, cái xốp này là nó dày như này anh em nhé. Mình cắt đôi hết nó ra xong bắt đầu mình chèn. Chèn hết vào trong thùng. Đấy. Thì đang nghiên cứu là sang năm này này anh em, ong này. Ong nhiều bất tận đấy nhé. Đấy. Ong chủ yếu là ong hai cầu thôi. Không. Cũng ong ba cầu nó cũng có nhưng mà nó không nhiều đàn, chủ yếu là hai cầu. Đấy, nhiều lắm anh em ạ. Kìa trên đồi này. Đấy. Anh em thấy không, vào đấy hửng nắng lên ong cái chỗ mọi người nào, ong chỗ em nó đi làm tấp nập luôn anh em ạ. Đây này, quay cho mọi người xem này, phấn này. Phấn về rất nhiều luôn nhá, phấn đổ cả ra ngoài cầu thứ tư bên ngoài luôn này anh em này. Đấy, riêng phấn ở đây rất ổn, như là mặt nhiều con về đít căng phòng luôn nha anh em nhá. Kìa mọi người nhìn những con nào mà nhìn về mà cái đít nó cứ phồng, nó to cành nha. Là những con đấy là về mặt nha anh em nhá. Đấy. Cho nên nắng này ở đây là mật về rất nhiều luôn anh em ạ. Ong mọi người thấy không, nó đi làm ù. Đây này ong của mình này. Ong hai cầu này mọi người thấy không? Đấy. Ong đẹp bứt khốt luôn anh em nhìn. Những cái đàn này là đàn mình chuyển vào trước cho nên nó ổn định rồi anh em ạ. Nên bắt đầu mật nó về. Đây này anh em thấy không? Mở ra cho anh em xem nhé. Đây này anh em thấy không? Phấn này. Ui mọi người nhìn phấn này. Ở đây phấn cỏ kim vô cùng nhiều luôn nha anh em nhé. Đấy mọi người cứ kê. Đây này chúa già đây này anh em này. Chúa này mình chưa thay đâu anh em nhé. Đấy, mật vít nắp cua hết rồi anh em ạ. Đây này nó có mật nó về đây anh em ạ. Cho nên là ong nó phát triển tốt. Thì mình đang vào đây mình cố gắng là chỉ lấy cầu thôi. Không xác định lấy mật đâu anh em ạ.
Gì vừa đi làm. Hôm nay vào để trông rét nhá, chứ không phải mục đích là đấy để quay cho anh em review xem ong nhá. Lâu lắm ấy, mình hôm qua quay ở dưới kia, nay lên cái vườn trên này để cho anh em xem ong của mình. Hôm đầu hôm trước mà mua xong là bảo anh em là toàn ong nó xấu xấu đấy. 200 cầu ong rất xấu đấy anh em ạ. Thế mà mình bồi cho nó lên đến giờ này vào đây thì chắc chắn là ong này đến tầm mật thì, nếu như không có gì thay đổi thì ong này đến tầm mật là rất là ok luôn nha anh em nha. Đấy, vì là mình cũng mua nhưng mà lúc bấy giờ nó cũng nhiều đàn một cầu. Đàn một cầu thì mình dồn mình ghép hết vào. Những đàn một cầu và những đàn hai cầu thì là mình để cho nó đẻ đẹp đi. Dồn lên đẹp hết anh em ạ. Ong nói chung đi làm rất là tấp nập luôn này. Mọi người nghe cái tiếng nó u là mọi người biết. Đấy. Vào này cũng che đậy mới được ít. Còn nhiều đàn chưa che đậy đâu anh em ạ. Đây vẫn còn đàn một cầu này. Đâu còn nữa, khoảng 6, 7, 8 đàn một cầu ấy. Đây thì một cầu nhưng mà một cầu đẹp lắm anh em này. Đây này. Đấy, mặt no phè luôn. Ong này thì yên tâm. Nhưng mà đàn này chắc chắn là sớm muộn mình sẽ dồn thôi, nhưng mà mình chưa dồn thôi. Tại vì thời tiết nó vẫn đang ấm nên nó vẫn phát triển. Hoặc là có thể là những cái đàn này mà nó ổn ổn ok lên thì cũng có thể là mình sẽ bóc ở những cái đàn 3 cầu hoặc là cái đàn 4 cầu. Vì ong nó cũng còn nhiều đàn 4 cầu. Cho nên là mình có nhiều ong như này thì mình không sợ. Tại vì sao mình nói với mọi người mình không sợ là bởi vì là của mình ong nó rất là nhiều. Mọi người chờ em một tí nhé. Nó nhiều ong cho nên là ví dụ như cái đàn này này chẳng hạn như là nó ok lên, nó lên đến 4 cái là mình bóc ra, sau bắt đầu là mình lấy những cái cầu đẹp đấy anh em. Cầu đẹp thì mình viện cho cái đàn một cầu đấy là nó nở nữa ra là sẽ ổn luôn anh em ạ. Đấy, cho nên là tại sao những cái người ta nuôi nhiều ong người ta có lợi thế là cái chỗ đấy. Chứ còn mình nuôi ít đàn là mình khó làm. Đấy, ví dụ đây nó hàng trăm đàn như này thì anh em yên tâm một điều là những cái đàn ong một cầu kia mình chả bao giờ mình sợ nó. Vì là nó có cầu viện. Đấy. Hoặc ví dụ như cái đàn này. Đây này anh em thấy không? Bốn cầu nó lè hết ra ong ra ngoài bán ngăn như này rồi này. Thực ra ong này đúng ra là phải chia đấy đúng không anh em? Ong này giờ bắt đầu đến cái tầm này là ong con chúa này nó sẽ đẻ kém. Thì đang bảo là khả năng mình cũng sẽ khả năng nếu mà không có gì là căng quá là mình lại phải thay thùng. Đây này anh em nhìn này. Ong đẹp tuyệt vời luôn nhá, đây này. Ong rét này mà leo nóc đầy như này thì có gì mà phải nghĩ đúng không anh em? Đây này. Đấy. Ong thập thò hết ra ngoài bán ngăn như này rồi. Cho nên là hôm trước cái hôm đầu mua cái quay đấy anh em thấy không, nó có gì đâu. Thế mà đến hôm nay nó lên được như vậy rồi. Đấy. Thế còn ví dụ như cái đàn ba cầu này là mình đàn này này, chẳng hạn như cái đàn này chẳng hạn nhá. Cái đàn này thì mình lại ghép này này. Đấy. Đây ví dụ như ba cầu mình ghép vào này. Cũng là một cầu mình ghép nó vào thôi. Để cho nó đông này. Vì những cái đàn nào mà mình thấy nó cái chiều hướng nó chẳng hạn như hai cái đàn gần nhau ấy, mà cái đàn mà nó chiều hướng kiểu như là nó muốn đi xuống ấy, thì là mình sẽ dồn. Hoặc là một cầu đông với lại hai cầu vừa vừa yếu yếu, cái là mình ghép nó vào là nó tự nhiên nó trở thành một cái đàn ong rất là ok luôn mọi người nhá. Đấy. Cho nên anh em nhìn ong này, chỉ cần nghe thấy cái tiếng nó đi làm là mình đã thấy sướng rồi đúng không anh em. Và đây cũng vừa rồi không để ý mất mấy con chúa. Kìa một cái đàn kia kìa. Cái đàn thứ hai kìa bị mất chúa kìa. Mới để một cái đàn mất hai đàn mất chúa là bị ung thợ đẻ. Đấy anh em nhìn nhá, trên kia còn nhiều lắm. Cho nên là ong nói chung là cũng có người hỏi nhưng mà mình thực ra mình ong này mình chưa muốn bán. Kệ nó để đến thôi thì 50-50 một ăn một tịt. Nếu như mà hoa mà nó nhiều lên thì lúc đấy thì nó lại có cái giá khác. Cho nên là kệ, không quan trọng lắm anh em ạ.
Đấy, ví dụ như đàn này ba cầu rất là đẹp luôn. Đấy. Đàn này là bắt đầu nở rồi này. Nở rồi thì tí mình sẽ xem để mình dồn, à quên, đảo cầu đi anh em nhé. Ở đây phấn nhiều lắm luôn đấy mọi người ạ. Thôi hôm nay review cho anh em một ít vậy thôi. Để anh em biết được là ong rất tốt nha anh em nhé. Đây này. Này đây mọi người chờ xem. Phấn về. Cả phấn cả mật luôn nhé. Nắng này thì mật. Đấy. Nghe tiếng ong là đã thấy vui rồi đúng không anh em? Thôi nhỉ, quay một đoạn vậy thôi anh em, hơi dài rồi. Thôi hẹn gặp lại mọi người nhé. Chào tạm biệt mọi người.